anh đang chạy lại tài khoản đấy là bạn anh lấy em đây. Và đây là màn biểu diễn bảo vệ chủ. Hiện nay ông chủ Tiểu Hoàn đang làm việc với làm ăn với một đối tác để xem trong buổi nói chuyện này thì có gặp sự cố gì vấn đề hay không. Hãy để xem coi chú chó Aikido của chúng ta sẽ xử lý như thế nào khi chủ của mình bị tấn công. Đấy, hiện nay hai đối tác làm ăn vẫn đang nói chuyện và hiện nay tình cảm của họ thì vẫn đang là rất tuyệt vời. Tuy nhiên chắc chắn rồi tuyệt vời. Đấy, hình như giữa việc làm ăn này, một tràng pháo tay cho chú chó Aikido. Giữa việc làm ăn này, đối phương đã có cái gì đó không thuận tình nên đã tấn công vào chủ của Aikido. Aikido lập tức bay qua bàn và tấn công ngay. Tuy nhiên nằm ngừa đâu mà đẹp bằng chơi. Mình nhìn đồ mày chứ. Nhìn mà mày đó. Con đứa mày đó quá à. À đó. Câu cầm miếng cầm lại chuẩn bị mua cái nào. Rất tuyệt vời. Tấn công từ xa, một màn tấn công từ xa rất tuyệt vời. Khi được chỉ đối tượng cần tấn công thì chú chó Aikido của chúng ta đã bay qua bàn và tấn công từ xa. Thôi sẽ toàn lại đi. Đó, chờ đồ nó quay đó. Đi xa chứ. Và một tràng pháo tay cho huấn luyện viên Tiểu Hoàn và chú chó Aikido. Và xin được nhắc lại, huấn luyện viên Tiểu Hoàn là một trong những huấn luyện viên xuất sắc ở Việt Nam ngay bây giờ đối với những chó chuyên bảo vệ được đào tạo chính gốc từ Đài Loan. Hiện nay anh đang công tác tại trại chó bảo vệ Lê Phan Hà Nội. Và ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với vận động huấn luyện viên Kiều Hoàng. Sẽ được cung cấp các cái thông tin về cách huấn luyện chó và đặc biệt là cung cấp những giống chó quý hiếm. Một tay cầm đi. Đây nè. Chú chó IG được đến từ Hà Nội và trong cuộc thi đến từ Nghệ An. Và trong cuộc thi vừa qua thì chú chó IG đã được cấp bằng BH, giấy chứng nhận BH. Và hiện nay dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Hiệp, chú chó IG đang thực hiện những màn văn lời chủ. Chúng ta có thể chứng kiến được trên sân những bước đi rất uyển chuyển. Và chú chó này rất để ý những bước chân của chủ, chỉ một hành động nhỏ từ bước chân phải hoặc bước chân trái thì chú chó IG của chúng ta sẽ thực hiện theo đúng những cái lệnh như thế. Những bước chạy rất nhịp điệu. Chúng ta đã từng thấy những chú ngựa biểu diễn ở sân khấu như thế nào thì hình như những chú chó của chúng ta cũng thực hiện được như thế. Quay mà. Và xin mời bốn người trợ giúp cho màn biểu diễn của huấn luyện viên Hoàng Hiệp. Thank you.
Rất tuyệt vời. Hình như mọi bước đi, mọi ánh nhìn của chú chó IT đã được thấm nhuần trong máu rồi, nên những màn biểu diễn gần như không gặp trục trặc gì về vấn đề, không gặp vấn đề gì. Rất tuyệt vời. Với sự một mệnh lệnh đặt từ xa, nhưng chú chó IT của chúng ta đã thực hiện rất là tốt. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Hiệp cùng với chú chó IT. Một tràng pháo tay cầu nguyện cho huấn luyện viên Hoàng Hiệp và chú chó IT. Và tiếp theo sẽ là màn biểu diễn vâng lời và đánh cắn của chú chó Không Gô đến từ tài chó, đến từ câu lạc bộ chó bảo vệ Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Thị Thanh Thảo. Chú chó Công Gô vừa vào đến Quỳ Hợp Nghệ An đúng 9 giờ sáng nay và xuất phát tại Hà Nội lúc 5 giờ sáng. Hà Nội vô hiệu cũng mất khoảng 4 tiếng. Và sau những màn biểu diễn của những chú chó đã được huấn luyện qua trường lớp, thì những chú chó còn lại trong giai đoạn huấn luyện thì chúng ta cũng tiếp tục đưa ra sân trình diễn những cái màn mà mới được huấn luyện viên tập huấn. Và xin nhờ được các quân xanh cùng các huấn luyện viên để giúp cho những chú chó này, để càng ngày những chú chó sẽ hoàn thiện hơn về tất cả các kỹ năng. Với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Phạm Thị Thanh Thảo thì chú chó Không Gô của chúng ta đang thực hiện những màn vâng lời chủ rất tuyệt vời.
chú chó không hô là thuộc giống Malinois đen tuyền. Đây là một trong hai giống chó bảo vệ các tổng thống đời các đời tổng thống của Mỹ. Và vừa rồi đội đặc nhiệm K9 của Mỹ cũng đưa sang 15 con Malinois này để bảo vệ tổng thống Trump trong những ngày công tác tại Đà Nẵng. Hình như trên sân của ta bây giờ đang nghe những lời bình luận rất là hay, đó là người đẹp và siêu khuyển. Rất tuyệt vời, chú chó Congo đang thực hiện những màn văn người chủ rất tuyệt vời. Với phương châm giao lưu và học hỏi cùng niềm đam mê những chú cảnh huyền thì câu lạc bộ chó bảo vệ Quỳnh Hợp và những người bạn rất được mong sự cống hiến đóng góp ngoài những ý kiến của tất cả các câu lạc bộ trên toàn quốc và tạo động lực cho câu lạc bộ bảo vệ Quỳnh Hợp và những người bạn càng ngày càng phát triển. Yeah.